lời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng.